À, lần đầu tiên nghệ sĩ Hồng Thông được giao lưu với các nghệ sĩ không chuyên và chuyên nghiệp tại đất Hương Hà, đất văn học nhà năm văn hiến. Cho tôi gửi tới tất cả quý vị các bạn ở đây và những người yêu chiều một lời chào sức khỏe, một lời chào trân trọng. Và hôm nay tôi cũng xin hát bài này của cố giảng giả Bùi Văn Nhân, nghe em hát cùng quan họ. Vâng, xin được chúc mừng tất cả. Xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ Huỳnh Khâm.